bánh sonat tô nước vị cay của Mexico. Cái mùa cái cây Mexico luôn à? Thì cái chữ Mexico nó ghi tiếng Việt chứ nó phải ghi tiếng Anh đâu. Nè, Mexico nè, mà nó không giấu thôi. Tính ra cái tiếng Anh nó đơn giản lắm. Đúng rồi. Thay vì từ bánh đúng không? Ừ. Mà nếu mà nó ghi bằng tiếng tiếng Anh á, nó không có dấu thôi. Ừ. Là banh. Đúng rồi. Đó. Đọc ra Còn cái chữ sờ nách nè, sờ a cách nách. snack Đúng không? Cái tiếng Việt tôi đọc rõ ràng thì nó mà. tính ra nó đâu có khác gì tiếng Anh tiếng Việt chi đâu Đúng rồi. hả nhưng mà tôi nói ông nghe nè, cái vấn đề mà gọi là đang nan giải nè, Nhả gì? tại sao mà những cái bánh khác nó có một cái lỗ khoét đây để mình xé, hoặc là để chỗ này nó có một cái cắt để mình xé, Đúng rồi. sao cái này nó không có, đúng không? Cái gì nó không có một cái chỗ giấu giấu để mình xé mà, Đúng rồi. thiệt mà. Ba cái bọc in này nè, nếu mà anh muốn mở anh mở chính giữa này nó hay hơn nè. À Anh là xem. mình xé Không không không, anh xé vậy là phải bóc tay vô, anh phải bóc tay vô, nó vô mỗi lần bóc là anh phải thò tay vô trong đây, nhưng sẽ nếu mà dính 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 hết trên đây của anh luôn nè. à là mình À, dính để vô trên đây luôn của anh luôn. Anh phải xé, ý là anh xé để anh kéo thằng này ra nè, kéo này ra nè. Rồi. Anh xong anh xước, anh xước nó kéo ra nè, xước à bên ra. kéo giữa này hả? Đúng rồi. Được không? Được. Được không? Được. Đây hả? Đúng rồi. Đúng không? Được mà. Rồi, xong. Ok. Rồi, ok. Cầm xước xước ra, xước xước này nè. Ra, không sao đâu, nước xước nhẹ ra đó. Đúng rồi. Thì nó đi giữa này. Đúng rồi. Mà có gì không? Rồi, tiếp theo. À để dạng hả? Không phải, để bậy bình thường, anh ngược ngược lên. Bắn lên, bắn lên, bắn lên, bắn lên, bắn lên, bắn lên. Rồi xong đó, anh ăn như vậy nó mới không bị dính tay, đồ ăn như vậy đó. ý nghĩa là nó sẽ có một cái đồ để Đúng rồi, và phân chia rõ ràng, và nó đúng banh rồi, ra là ăn nó không dính đúng tay. rồi, đúng rồi, em nghĩ không, trên đây nó dính toàn bộ không, mọi người mà thò tay vô thì thò tay vô thì trên đây mọi người dính hết, đúng không? Mày đâu dính nó đâu, xé đúng giữa ấy vậy để được nữa, đúng rồi, còn mà để đứng như đâu có để được, đúng rồi, đây còn bịch nè, để đứng như đâu đứng được, đúng rồi, hợp lý. Đó mọi người xé là nãy anh xé sao, nãy anh bóp để anh xé đúng không? Ừ. Rồi. Nè hiểu rồi. Đó anh bóp vậy nè đó. Ừ. Đúng rồi. Lấy. Đó, nó bóp có lại. Một cái khứa khứa nè. Bóp ngã ba lại. Ừ xé. Đó vậy thôi, nở ra. Để ra nè. Đó, đơn giản vậy thôi. Sập xong. Ăn cái này để cất chiều ăn. Đúng rồi. Ừ, còn này ăn ăn chung. Ăn chung. Em chạy đi, em lấy hai lon bia đã. Chứ vậy? Uống nước. Không nên uống bia. Uống gì, uống rượu hả? Người ta nói là bây giờ thời tuổi buổi giờ không thấy. Không nên mình uống bia, tại uống bia tốn kém. Chứ uống gì vậy? Uống rượu đã. Uống rượu, đến chạy đi uống rượu đó. Nhưng mưa bán này mà không uống rượu, chờ em xíu đi. Ok.